chi cục thuế tử vong tại phòng làm việc. Ông Phường V, A, phó chi cục trưởng chi cục thuế khu vực Kỳ Anh, Hà Tĩnh được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng làm việc. Vào khoảng 6 giờ ngày 14 tháng 3, cán bộ chi cục thuế khu vực Kỳ Anh sang phòng làm việc của đơn vị đóng tại xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh gọi ông Phường V, A, sinh năm 1968, phó chi cục trưởng, thì phát hiện ông này đã tử vong trong tư thế treo cổ, cửa phòng khóa trái bên trong. Sự việc được trình báo tới cơ quan chức năng, lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, làm rõ cái chết của ông A. Mấy ngày nay ông A ở tại phòng làm việc của đơn vị chứ không về nhà, đến sáng nay, ngày 14 tháng 3 thì phát hiện sự việc, công an kết luận tử vong do treo cổ tự tử, nguồn tin cho biết. Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh cũng xác nhận thông tin ông A đã tử vong và cho biết các lực lượng chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc. Người đánh nữ KGE trên sân gốp. Thị ủy thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam giao cho chi bộ nơi ông Nguyễn Viết Dũng đang sinh hoạt tiến hành các bước kỷ luật đảng đối với ông này. Ông Dũng là người đã đánh nữ nhân viên sân gốp. Ngày 14 tháng 3, thông tin từ thị ủy thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, ông Nguyễn Viết Dũng, đảng viên, bí thư chi bộ công ty cổ phần tập đoàn đất Quảng, người đã đánh nữ nhân viên sân gốp vào ngày 6 tháng 12 năm 2022, đã có đơn xin thôi chức bí thư chi bộ tại công ty. Nay, ông Trịnh Cường, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra thị ủy thị xã Điện Bàn, cho hay sau khi công an quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng có quyết định xử phạt hành chính đối với ông Dũng về vi phạm hành chính cố ý gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, thị ủy thị xã Điện Bàn đã chỉ đạo chi bộ công ty cổ phần tập đoàn đất Quảng vào cuộc thẩm tra, đồng thời hướng dẫn các bước tiến hành kỷ luật đảng đối với ông Dũng theo quy định. Chi bộ công ty cổ phần tập đoàn đất Quảng đang triển khai và kết quả sẽ có trong tháng 3 này. Chi bộ công ty cổ phần tập đoàn đất Quảng đang thành lập một tổ công tác để xác minh vụ việc. Sau khi xác minh xong sẽ tổ chức họp kiểm điểm và đưa ra các hình thức kỷ luật đối với ông Nguyễn Viết Dũng. Cuộc họp sẽ có sự tham dự của lãnh đạo thị ủy thị xã Điện Bàn. Ông Trịnh Cường cho biết, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra thị ủy thị xã Điện Bàn cũng cho hay mới đây, ông Dũng đã có đơn gửi thị ủy thị xã Điện Bàn xin thôi chức bí thư chi bộ công ty cổ phần tập đoàn đất Quảng. Tuy nhiên, thị ủy quyết định chưa xem xét đơn này và sẽ xem xét sau khi có kết luận về cuộc họp kỷ luật đảng viên của chi bộ công ty cổ phần tập đoàn đất Quảng trong thời gian tới đây. Như dân trí đã thông tin, ông Dũng và nhóm khách đến chơi tại sân gốc ở Đà Nẵng vào ngày 6 tháng 12 năm 2022. Tại đây, hai KGE, nhân viên hướng dẫn và phục vụ khách chơi gốc là chị N, A, L và một phụ nữ khác được cử phục vụ nhóm khách. Trong khi chơi, do bất đồng trong việc tính số gậy, ông Dũng đã dùng gậy gốc đánh vào người chị N, A, L khiến chị này bị thương phải nhập viện cấp cứu. Xác minh clip hai bảo mẫu khống chế, bóc mũi bé trai để ép ăn. Các lực lượng chức năng phường Đình Bằng, thành phố Từ Sơn, Bắc Ninh đang xác minh, làm rõ clip hai bảo mẫu ép một bé trai ăn bằng cách bịt mũi, banh miệng. Ngày 14 tháng 3, mạng xã hội xuất hiện clip quay lại cảnh bảo mẫu bán đồ ăn cho một bé trai. Theo nội dung clip, hai người bảo mẫu khống chế bé trai nằm ngửa ra sàn, một người giữ hai tay, người còn lại đè lên chân cháu bé. Sau đó, một trong hai bảo mẫu cố gắng đút thìa cơm vào miệng bé trai. Bé trai khi đó gào khóc, không muốn ăn nên một trong hai bảo mẫu đã bịt mũi, banh miệng cháu bé để ép ăn. Nội dung clip khiến cộng đồng mạng bày tỏ sự không đồng tình với hành động của hai bảo mẫu. Qua tìm hiểu, sự việc xảy ra tại một trung tâm chăm sóc trẻ tại phường Đình Bàng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Đình Bàng cho biết các lực lượng chức năng đang xác minh, làm rõ và sẽ có báo cáo cụ thể.